Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ben Channel. Vậy là cuối cùng thì hành trình chú Sukasen cũng đã khép lại với chương truyện 271 vừa qua. Và có lẽ đây cũng sẽ là một video chú Sukasen cuối cùng trên kênh của tụi mình. Phải nói rằng chúng ta đã có một chuyến đi rất tuyệt vời trong 6 năm qua, cùng với những thầy cũng đúng không nào. Có thể nói rằng chú Sukasen đã mang lại cho chúng ta rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ buồn, vui đến kịch tính, căng thẳng đều đủ cả. Và tác giả Gege luôn biết cách làm cho cái fan phải hóng chờ từng giáp truyện được ra mắt hàng tuần để xem điều gì có thể xảy ra trong chú Sukasen. Hiện tại thì chúng ta cũng đã chính thức khép lại hành trình của bộ truyện và chap 271. Tuy không còn kịch tính bởi những trận đấu sinh tử hoành tráng nữa, thế nhưng nó lại chứa đựng những chi tiết vô cùng thú vị để có thể mang ra bàn luận. Mà có lẽ là mình nghĩ rằng nhiều bạn cũng đã nhận ra nếu như tình ý một chút đi nhé. Bên cạnh đó thì một số chi tiết bí ẩn được đặt dấu hỏi cho đến hiện tại của chúng ta vẫn chưa được giải đáp. Và chi tiết mà mình đang nhắc đến đó chính là nhân vật bí ẩn xuất hiện cùng với Takaba. Đến giờ chúng ta vẫn chưa biết được đó là ai. Thêm vào đó nữa thì chúng ta cũng sẽ phân tích một vài chi tiết khác trong chép chuyện này nhé. Và giờ thì hãy cùng mình đi đến nội dung chính của video này thôi. Phân cảnh nhóm Yuji thực hiện nhiệm vụ trong chapter 271 chính là cái kết của Tử Diện Hồ Du. Sau khi phần spoiler của chép chuyện 271 được ra mắt thì đã có một lượng fan lớn của bộ truyện đặt nghi vấn rằng khi mà Kenchaku đã đặt ra luật mới cho Tử Diệt Hồ Du, kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2018 thì Tử Diệt Hồ Du sẽ không cho phép người chơi mới tham gia và trò chơi thanh trừng nữa. Nếu xét theo những quy tắc đã được thiết lập trước đó thì luật mới này sẽ không được chấp nhận vì nó dẫn đến việc Tử Diệt Hồ Du sẽ bị kết thúc khi những người chơi còn lại tàn sát lẫn nhau cho đến khi không một ai sống nữa. Tuy nhiên thì lúc này Kogane đã bắt buộc phải thêm luật mới này vào vì theo như giải thích của Kenchaku thì cái kết giới của Tử Diệt Hồ Du được thiết lập dựa vào kết giới của Tengen. Vì thế mà nếu như bà ta phá hủy toàn bộ kết giới trên toàn thể nước Nhật thì Tử Diệt Hồ Du sẽ bị hủy bỏ. Và thời điểm đó thì Tengen đã bị Kenchaku khống chế, thế nên hắn ta có thể đã ra lệnh cho Tengen phá hủy kết giới ngay lập tức. Vậy nên Kogane đã bắt buộc phải thêm vào luật mới này để có thể tiếp tục duy trì cho Tử Diệt Hồ Du tồn tại lâu nhất. Ở đây lẽ ra Tengen đã nhận ra ngay từ đầu rằng kết giới thuật của Tử Diệt Hồ Du là dựa trên kết giới của mình. Thế nhưng bà ta đã đặt cược vào Choso và Yuki để có thể bảo vệ được mình, nên đã không chủ động phá hủy cái kết giới để chấm dứt Tử Diệt Hồ Du. Và kết quả thì các bạn cũng đã thấy rồi đúng không nào? Kenchaku cũng nói rằng hắn đã chủ động tạo ra một lỗi cho Tử Diệt Hồ Du và buộc Kogane phải chấp nhận luật lệ do hắn ta thêm vào. Ngay khi thêm luật không cho người chơi mới tham gia vào Tử Diệt Hồ Du thì hắn ta lại thêm một luật mới, đó chính là nếu như tất cả người chơi đều chết trừ Megumi và Geto thì trò chơi cũng sẽ kết thúc. Vì thế mà có thể nói rằng chỉ cần tiêu diệt hết tất cả những người chơi còn lại của Tử Diệt Hồ Du thì Kenchaku sẽ có đủ điều kiện để kích hoạt quá trình đồng hóa với Tengen. Tuy nhiên thì sau khi nhận được thông tin từ luật mới với nhóm Yuji và cụ thể là Maki và Uiui đã bàn luận rằng với luật mới như vậy thì đồng nghĩa là nếu họ đánh bại Kenchaku và Suguna thì trò chơi có phải cũng sẽ kết thúc hay là không? Đây đúng là điều sẽ xảy ra đấy. Chính vì thế mà nhóm Yuji đã tập trung vào việc đánh bại hai tên này để có thể chấm dứt Tử Diệt Hồ Du. Tuy nhiên thì ở đây đang có một sự mâu thuẫn khi mà hiện tại thì Megumi vẫn còn sống. Tức là nếu xét theo điều kiện để kết thúc Tử Diệt Hồ Du thì rõ ràng là trò chơi thanh trừng vẫn chưa thể kết thúc mới phải chứ nhỉ? Thế thì câu hỏi đặt ra ở đây là làm cách nào mà nhóm Yuji có thể kết thúc được Tử Diệt Hồ Du mà không cần phải hạ sát Megumi? Nếu như trường hợp của Kenchaku thì chúng ta có thể cho rằng hắn ta đã bị Yuta ám sát thành công và vì thế mà nhóm Yuji đã tạm thời thỏa mãn được một điều kiện. Nhưng với Megumi thì Yuji chỉ tách linh hồn của Suguna ra khỏi cơ thể của Boy lạnh lùng mà thôi. Vì vậy mà lẽ ra Tử Diệt Hồ Du vẫn phải được tiếp tục như bình thường mới đúng. Tuy nhiên thì ở chapter 270, Maki đã nói với Daido và Mio rằng Tử Diệt Hồ Du đã ngừng lại. Thế thì rốt cuộc nhóm Yuji đã dùng cách nào để có thể dừng được trò chơi thanh trừng này lại? Đây vẫn là một điều bí ẩn mà chúng ta vẫn chưa có sự giải đáp cụ thể từ tác giả. Vậy thì Tử Diệt Hồ Du đã kết thúc hay chỉ mới được tạm dừng lại để nhóm của Yuji giải quyết nhỉ? Vì sau đó thì Maki đã nói rằng họ sẽ sử dụng thuật thức của Hana cùng với sự trợ giúp của Megumi để tách chú vật ra khỏi linh hồn của những người bị trùng sinh. Thế nên cái chú thật sự quá khứ cũng sẽ bị săn đuổi, dù cho họ có ác ý hay không. Và thêm vào đó họ cũng sẽ giải cứu những chú thật sự đã bị quân đội Mỹ bắt giữ. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể thấy rằng cái kết của chapter 271 như vậy cũng có thể được coi là một cái kết đẹp cho bộ truyện rồi. Vì giờ đây mọi thứ đã yên bình trở lại và sự hy sinh của một số nhân vật rất là xứng đáng, ví dụ như là Gojo. Giờ đây Tử Diệt Hồ Du thì đã dừng lại, nhóm của Yuji trở lại con đường chú thuật sư và cùng với đó là nhóm của Yuta lẫn Hagari cũng quay lại học viện Tokyo. Đây có thể chính là chương mới cho cả thế giới chú thuật. Gojo đã chuẩn bị cái kết tệ nhất cho mình. Trong cuộc trò chuyện với Gojo và Yuji thì ông thầy đã bày tỏ với người học trò của mình rằng thầy mong rằng sau này các trò của thầy sẽ quên đi Gojo và tự bước đi trên con đường của họ mà không cần phải dựa dẫm vào Gojo nữa. Có thể thấy rằng những lời này không phải là những lời mà Gojo mới nghĩ đến, mà trước đây khi trở thành giáo viên, ông thầy nhí nhố đã sẵn có ý định trong đầu là như vậy.
Bởi lẽ Gojo luôn nói với các học sinh của mình rằng rồi một ngày nào đó các em sẽ mạnh hơn thầy. Và ông thầy này đặt niềm tin rằng các thế hệ học trò của thầy sẽ thay thế cho những kẻ đang ngồi ở chiếc ghế thượng tầng để có thể thay đổi thế giới chú thuật. Có thể thấy rằng mặc dù bình thường thì Gojo là một ông thầy tự tin khoe cá tính và thậm chí là đôi khi vô cùng kiêu ngạo và trịch trưởng, thế nhưng đó chính là đặc quyền của kẻ mạnh, mà ở đây Gojo chính là chú thật sự mạnh nhất thời hiện đại và có lẽ chỉ xếp sau Sukuna với gần full 20 ngón tay. Chính vì thế mà rõ ràng là Gojo có quyền tỏ ra mình là kẻ bề trên với tất cả những trưởng lão thượng tầng. Tuy nhiên thì sâu bên trong Gojo, anh luôn có nhiều tâm sự và đặc biệt là luôn lo lắng và quan tâm đến những người học trò của mình. Còn nhớ khi Yuji bị sát hại bởi Sukuna thì Gojo đã rất buồn và phẫn nộ, đến mức thầy định mem luôn hội đồng cấp cao để trả thù cho người học trò yêu của mình. Vậy nên có thể thấy rằng gương mặt trầm tư của Gojo khi nói chuyện với Yuji và nói rằng thầy luôn tự hào về nhân vật chính, rồi sau đó còn dặn dò rằng Yuji sẽ là người nối tiếp mình trong trường hợp có chuyện xấu xảy ra. Có thể thấy rằng Gojo biết rất rõ sự chênh lệch sức mạnh giữa mình và Nguyên Vương là như thế nào, và ông biết rằng lần ra trận này có lẽ sẽ là trận chiến cuối cùng của mình. Vì thế mà thầy đã nói ước mơ cũng như là sự kỳ vọng của mình với Yuji, người mà Gojo tin tưởng nhất. Chúng ta có thể thấy Gojo và Yuji mặc dù chỉ mới tiếp xúc và ở bên cạnh nhau một thời gian ngắn, trong khi đó thì Megumi, người đã lớn lên cùng với Gojo, cũng chưa được ông thầy đặt nhiều kỳ vọng như vậy. Điều đó chứng tỏ rằng Gojo đã thấy được tiềm năng và sức mạnh của Yuji trong quá trình phát triển của nhân vật chính. Và dù thời điểm cuộc trò chuyện diễn ra thì suy nghĩ của Yuji thật sự vẫn chưa trưởng thành và hiểu được toàn bộ những gì mà ông thầy nhí nhố đã nói. Thế nhưng khung cảnh Yuji trấn an anh chàng quyền sư đã cho thấy rằng Gojo đã không đặt kỳ vọng sai người, đúng không nào? Có thể thấy rằng Yuji chính là một trong những người chịu nhiều thương tổn nhất sau cái chết của Gojo, vì Yuji là một trong những người cuối cùng được thầy tâm sự và chia sẻ nỗi lòng cũng như là ước muốn của mình. Thế nên nếu như lúc đó Yuji trưởng thành hơn một chút thì có lẽ là anh cũng sẽ nhận được những lời mà Gojo nói với mình, chính là sự chuẩn bị cho việc bản thân sẽ ra đi. Và thật vậy, Yuji mặc dù rất đau buồn, nhưng khi tham chiến với Sukuna thì nhân vật chính của chúng ta đã không hề thể hiện cảm xúc một chút nào cả, mà thậm chí còn vô cùng tập trung vào trận chiến với Nguyên Vương. Chỉ đến khi phải chứng kiến Choso hy sinh để cứu mình thì tinh thần của Yuji mới bị dao động mà thôi. Còn từ đó thì chúng ta có thể thấy Yuji đã có một sự phát triển đúng với sự kỳ vọng của Gojo, và thật sự đến cuối cùng ông thầy nhí nhố đã có thể tự hào về những người học sinh của mình. Tiết lộ Yuji đã vứt đi ngón tay, và ngón tay ở khung hình cuối chính là ngón tay thứ 20 của Sukuna. Một điều khá là thú vị đó chính là mặc dù Sukuna vẫn còn một ngón tay chưa bị phá hủy, thế nhưng cuối trận chiến chúng ta đã biết thì nếu chỉ có một ngón tay thì nó sẽ không đủ để có thể giữ cho linh hồn của Nguyên Vương tồn tại được. Vì thế mà giờ đây ngón tay cuối cùng của Sukuna đã không còn là mối đe dọa đối với giới chủ thuật nữa, và phân cảnh cuộc trò chuyện giữa linh hồn Sukuna và Mahito cũng đã chứng minh rằng ngón tay của Nguyên Vương giờ đây không còn có thể gây thêm bất kỳ điều gì tồi tệ nữa. Chính vì thế mà Yuji đã có một quyết định vô cùng táo bạo khi mà đã vứt nó đi. Cụ thể thì khi Nobara hỏi Yuji rằng anh đã làm gì với ngón tay cuối cùng của Nguyên Vương, thì nhân vật chính của chúng ta chỉ trả lời một cách cực kỳ hồn nhiên, đó chính là anh vứt nó đi rồi, vì giờ thì nó không còn là thứ nguy hiểm nữa. Sau đó thì chúng ta có thể thấy rằng ở ngôi đền trường cũ của Yuji, dường như anh đã đặt lại ngón tay của Nguyên Vương về vị trí cũ, nơi mà bộ truyện bắt đầu. Có lẽ Yuji để ngón tay ở đó như là một kỷ niệm để nhắc anh nhớ rằng hành trình hay cúng của mình đã bắt đầu như thế nào, từ việc phát hiện ra chiếc hộp gỗ bất thường cho đến việc trở thành chủ thuật sư và rồi đánh bại Nguyên Vương. Giờ đây có lẽ là ngón tay của Sukuna sẽ được xem như là một chú vật xua đuổi nguyên hồn đúng với mục đích ban đầu mà nó đã được đặt ra ở trường Yuji. Trong khi đó thì cái kết dành cho Sukuna có lẽ cũng đã là một cái kết trọn vẹn cho hắn ta. Rõ ràng Nguyên Vương đã chấp nhận rằng mình đã thua mà chẳng có một sự cây cú nào hay là đổ lỗi nào ở đây cả. Trong khi đó thì Uraume vẫn chưa cam tâm lắm, vì hắn đã nói rằng nếu như Sukuna còn chân thể thì đó là nón của Yuji đã không còn có thể đánh bại được Nguyên Vương. Tuy nhiên thì mình thấy rằng nhiều bạn đã nói là Sukuna không hẳn đã quay xe vào mong kiếp sau hắn có thể hướng thiện, mà thay vào đó ý chí của Nguyên Vương là hắn đã có thể lựa chọn một con đường khác để sống như một con người thay vì chọn sống như một nguyên hồn. Vậy thì phải chăng là Sukuna muốn bản thân mình nếu được chọn lại thì hắn sẽ chọn làm con người? Còn việc hắn ta có hướng thiện hay không thì vẫn sẽ thành một kẻ ác là một câu chuyện khác. Trong khi đó, nhiều bạn vẫn đang đồng tình rằng Sukuna thật sự muốn nếu có kiếp sau thì hắn sẽ quay xe và không còn làm điều tội lỗi nữa. Các bạn nghĩ sao về ý kiến mà mình vừa nhắc đến? Liệu việc Nguyên Vương chấp nhận mình đã thua với việc hắn muốn hẹn lương có giống nhau hay là không? Kẻ bí ẩn ở chap 270 vẫn là một ẩn số. Và cuối cùng, câu hỏi lớn nhất của chap 270 vẫn chưa được giải đáp. Và ở chap chuyện cuối cùng, đó chính là nhân vật xuất hiện cùng với Takaba là ai? Liệu đó có phải là Kenjaku hay không?
Mình nghĩ rằng câu trả lời chính thức sẽ được tác giả thêm vào những ấn phẩm có liên quan đến bộ truyện trong tương lai, nếu như chúng được phát hành. Còn hiện tại thì có một giả thuyết đang được rất nhiều fan ủng hộ, đó chính là nhân vật xuất hiện cùng với Takaba thực ra là một nhân vật không có thực, mà chỉ nhờ vào thuật thức của chú hề tạo ra mà thôi. Các bạn còn nhớ rằng Takaba vẫn chưa hề biết về thuật thức của bản thân, và anh chàng này vẫn sử dụng nó một cách vô thức. Tuy nhiên, thì thuật thức của Takaba mạnh như thế nào thì chúng ta không cần phải bàn nữa rồi đúng không? Khi mà nó có thể tác động được đến thực tại, vậy nó rất có thể là Takaba đã tạo ra một nhân vật không ngoại hình giống với Geto để làm cộng sự ăn ý với mình. Vì sau trận chiến với Kenchaku thì Takaba đã tìm được cho mình một người diễn hài vô cùng ăn ý. Thế nên khả năng cao là anh chàng này đã vô thức sử dụng sức mạnh thay đổi thực tại để tạo ra nhân vật bí ẩn đó. Vậy nên tác giả mới không vẽ mặt của người này, nhằm ám chỉ rằng đây là một nhân vật không có nhân dạng và không có thật. Hình dạng của nhân vật đó tùy thuộc vào sự tưởng tượng của Takaba và thuật thức của anh để tạo ra. Vì nên chúng ta không nhìn thấy mặt của anh ta được. Các bạn nghĩ sao về giả thuyết này? Bình luận ở bên dưới cho mình biết với nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.